Chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay Hà Nội có cơn mưa vàng, mát quá các bác. Mưa rất to, rất nhiều nước. Cây cối cực kỳ là mát. Cái nước mưa này nó tốt lắm các bác. Mưa cái nó hơn mình tưới rất là nhiều. Đấy. Thì tôi hôm nay tôi mới lấy cái cây này về. Cây mini. Lấy vừa về nhà thì mưa to các bác. Đấy, cũng may mắn. Thì cái cây này tôi mua trong anh em trong Thanh Hóa mà. Nó là thuộc diện cây mini rất là quý các bạn. Rất là quý. Thứ nhất là quý ở cái gì? Cái tổng thể các bác rất là ngắn thôi, bé tí xíu. Nhưng mà rất đầy đủ, rất đại thụ. Cái thứ hai nó là nó lành lặn, không có sẹo xích đâu. Nó gần như là tự nhiên các bạn. Gần như tự nhiên đấy. Đấy, gần như tự nhiên. Bệ đế rất là đều. Tất nhiên cây này thì phải luyện đúng hướng thì nó mới thật sự đẹp. Tôi sẽ sau đây tôi sẽ chỉnh sửa cái cây này một chút. Có thể nó sẽ chống trải hơn một chút, nhưng mà sau này nó sẽ rất là chuẩn chỉ theo cái ý đồ của tôi các bác nhé. Nhắc lại các bác, theo ý đồ mà tôi muốn làm ấy. Chứ còn các bác muốn làm kiểu khác ấy thì có thể là tham khảo, và có thể là có những ý kiến xây dựng các bác nhé. Mỗi người một phong cách mà. Đấy, đó là cái sinh quê các bác nhé. Sinh quê dáng làng rất bé thôi. Chắc thì tầm mười mấy phân thôi. Chắc khoảng độ cao từ mặt bệ lên khoảng độ 15 phân. 15 phân. Đấy. Chiều rộng này, chắc cái chậu này chắc rộng 30. Chậu rộng 30. Cái bệ này chắc cũng cỡ khoảng 15 phân. Đấy, một cái dáng làng bóng rộng. Thì anh em trong đấy thì bác chủ trước ấy thì có lẽ là có mắt thẩm mỹ khá là tốt, nhưng mà có vẻ như làm cây nó chưa thực chuyên nghiệp lắm. Tôi thì tôi không chuyên nghiệp lắm đâu, nhưng mà ý là tôi thường làm nó rất là triệt để ngay từ đầu. Đấy, thế này thì có thể tôi phải sửa khá khá. Ví dụ như cái tay này tôi sẽ thu vào. Để mà nói cây này để cây thiên nhiên thì cứ thế mà làm đi bác. Cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà mình có thể chỉnh được nó đẹp hơn thì cố gắng. Cố gắng, không sợ đau đấy. Làm sao mà mọi cái tay cành nó đều như này. Thứ nhất là chùn lùi à đuôi ếch. Thứ hai là điểm chia nó rõ ràng. Rất là rõ ràng mạch lạc. Đấy. Không có cái nào để cái nào. Đấy, thì cơ bản là cái tay này tôi sẽ phải sửa. Có thể hôm nay hoặc là một buổi nào khó mà đó. Đấy, cái này sẽ sửa đi. Cái đầu này sửa đi. Đấy, tay này cũng bẻ ra đây. Cái này lái ra đây. Trục nó chạy ra đây cơ mà. Chứ không phải chạy ra đây nhá. Trục của cái chi này nó chạy ra đây. Đấy. Ok. Thì sơ bộ tôi sẽ bác chắc mới cắt thôi, nhưng mà nếu mà khi mà cắt mà nó không đồng bộ một loạt ấy, thì những cái chỗ này nó rất chậm nảy mầm. Tôi xin phép hôm nay tôi gọi là ghi dấu ấn của nó là mình đã sở hữu nó, tôi sẽ thịt nó luôn bác nhá. Sau đấy thì tôi sẽ nuôi lại bác nhá. Đấy, rất thụ. Đấy, nó là cái cây mini mà có lẽ là tôi nhiều tiền nhất tôi từng mua đấy. Mà toàn mua online bác nhá. Đấy, thế mới kiểu như là hứng ấy bác. Chứ còn là nhiều khi là có rất nhiều những cái cây mà nó rất đẹp, giá nó hợp lý, nhưng mà mình cảm xúc của ý mình nó khác. Cây nó là cũng là một cái duyên, thứ hai là nó bắt được vía mình ấy. Đấy. Đấy, chỉnh sửa lại một số cái đầu này. Đấy. Đấy, này làm nó hơi lệch lạc một chút.
Sao? Chờ tí. Chờ tí. Cũng làm xong cây này rồi. Đấy. Về các bác là chỉnh sửa. Về cơ bản là hòm hòm rồi. Đấy, cắt cái nhịp này đi. Ai để ai lại nuôi cái này như này. Nó làm cái cảm giác cái tay cuối này so với cái ngọn này nó rất là kỳ. Mình lại xiên ra đây, chẳng hợp lý chút nào. Bỏ đi rồi, và nuôi sau này nuôi một cái ra đây. Cái này sau chỉnh tiếp. Sẽ có thể sẽ bỏ cái này đi. Nuôi hai cái này thôi. Đùi gà đuôi sau cứ chùn chùn thế này, cắt nhiều chùn chùn này là đẹp, giật phát đầy, giật phát đầy, giật phát đầy, cứ chùn rụt này. Đến đây là xong rồi, chìa rất rõ ràng, cố gắng tay nào chi nào cũng như cái này này, trục chính đây, xác định mặt trục đây, cái này trục chính của cái tay này ở đây, cái này thì phải đánh cái này ra chứ không phải là cái này như trước bác ấy nuôi cái này. Đây cái tay này không dùng được, hãy chìa đây, chỉ để một phông đỡ ở đây thôi chứ không phải là một cái chi chia dài ngoằng này. Cái này cũng vậy, tổng thể này là một cái ngọn trên là phải rất là rụt rịt. Đấy, sau thì tôi sẽ cạp cái này đi, cạp cái này cho nó đỡ to cái đầu này, nó đang bị to cái đầu này một chút xíu, không cạp cũng chẳng sao, nhưng kỹ hơn thì cạp nó đi, cạp nó đi. Đấy, thế thôi các bạn. Chân này có gì, chân này. Đấy, chân nó xòe rất tự nhiên, kiểu như hạt nó xòe ra. Cây này lên đá cũng đẹp, lá thấm thủy cũng đẹp, đá tóm lại là lên đá cũng đẹp mà
tiểu cảnh hay là chơi đất nẻ cũng đẹp. Đấy. Bởi cái bệ này nó rất nó phù hợp với ngồi lên đá. Đấy. Và vài sáng lại. Mặt này đẹp, mặt này rất nhuyễn. Mặt chính là mặt này. Bơm cho con bố ơi. Ok, chờ một tí. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác video mới tiếp theo.